Chào mừng các bạn đã đến với kênh bếp nha. Tôm chiên hành nhân và tôm sốt trái thơm vốn là hai món rất được ưa chuộng trong các nhà hàng ẩm thực người Hoa. Hôm nay, bếp nhà sẽ kết hợp hai đặc sản này để làm món tôm chiên hành nhân trái thơm vô cùng hấp dẫn bởi độ ngon, giòn của tôm chiên bột kết hợp cùng sốt mayonnaise thơm béo. Cách làm cũng không quá cầu kỳ đâu, nhưng thành phẩm lại ngon và bắt mắt không khác gì ở nhà hàng. Mời cả nhà cùng xem video nha! Nguyên liệu để làm món ăn ngày hôm nay cũng rất đơn giản. Chủ yếu các bạn chọn được tôm thẻ cỡ lớn để khi mình chế biến các món chiên sẽ không bị ra nhiều nước như tôm sú, và chất thịt sau khi hoàn tất cũng thơm, giòn và ngọt hơn nha. Tôm sau khi mua về, các bạn có thể ngâm nước đá trong khoảng 10 phút để vỏ tôm mềm đi và dễ lột hơn. Chúng ta sẽ cắt bỏ đầu và phần đuôi nhọn, bóc sạch vỏ và lấy chỉ đen cho sạch sẽ. Với một trái thơm cỡ vừa, mình dùng khoảng nửa ký tôm thẻ nha cả nhà. Tôm sau khi đã sơ chế, các bạn ướp với hỗn hợp gia vị gồm một lòng trắng trứng gà, cùng với 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, kèm với 1 muỗng bột năng. Trộn thật đều và ướp trong khoảng 10 phút cho tôm thấm gia vị. Để món ăn này thêm phần đẹp mắt và giống nguyên bản, chúng ta sẽ sử dụng một trái thơm còn xanh với phần lá đầy đủ. Các bạn dạt một bên thân của thơm. Sau đó dùng dao nhọn để tách lấy phần ruột bên trong cho sạch sẽ. Phần ruột thơm mình giữ lại, một phần cắt hạt lựu và một phần vắt lấy nước để pha sốt ăn kèm. Tiếp đến chúng ta sẽ pha phần bột ướt nhúng tôm bao gồm 2/3 gói bột chiên giòn, 2 muỗng bột gạo, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 lòng đỏ trứng gà và 1/2 chén. Rồi cuối cùng là lớp hành nhân cắt lát.
Chào mừng các bạn đã đến với kênh bếp nhà. Bánh khoai chiên vốn là một món ăn vặt vô cùng hấp dẫn bởi độ giòn thơm và có thể chấm kèm với tương ớt, tương cà hoặc kẹp cùng với các loại rau thơm rồi chấm ngập trong nước mắm chua ngọt cay cay rất kích thích vị giác. Hôm nay, bếp nhà sẽ biến tấu làm món khoai chiên giòn cùng cá cơm thơm béo lạ miệng. Trong video này, bếp sẽ chia sẻ đến các bạn bí quyết làm lớp áo bột giòn lâu, ai ăn vào cũng thích, đảm bảo chiếc bánh khoai. Ngoài nguyên liệu chính là cá cơm trắng thì khoai môn và khoai lang là hai loại nguyên liệu chính không thể thiếu trong món này. Các bạn có thể bào hoặc cắt sợi tùy theo sở thích ăn dày hay mỏng nha. Và lưu ý là khi cắt xong các bạn nhớ ngâm vào nước có pha chút muối để khoai không bị thâm nè. Tiếp đến, mình sẽ làm dưa chua pha cùng nước mắm chua ngọt nha. Các bạn cắt mỏng củ cải trắng và củ cà rốt đã tỉa hoa. Sau đó, ướp với chút đường và nước đá để hai loại củ này được giòn và bớt mùi hăng thì khi pha nước mắm mới ngon được nha. Bên cạnh đó mình băm thêm tỏi và ớt thật nhuyễn để pha nước mắm nữa nha. Và bí quyết cho phần bột vừa giòn lâu vừa ngon là đây cả nhà nha. Cả nhà nhớ lưu lại công thức nè. Mình cho vào một quả trứng vịt kèm với 1/2 lon bia. Cùng với 1 muỗng cà phê hạt nêm và 2 muỗng cà phê bột nghệ giúp bánh lên màu đẹp hơn. Cuối cùng là một bịch bột chiên giòn tài ký, pha kèm với 1/3 chén bột gạo. Đánh cho bột thật. Chút nước đá lạnh để bột được giòn hơn nha. Cả nhà để ý khi hỗn hợp bột sệt như lòng đỏ trứng gà là đã có thể đem đi trộn vào cá cơm và hai loại khoai được rồi. Để phần tạo hình bánh được dễ dàng hơn, các bạn trộn riêng cá và khoai ở hai tô khác nhau thì khi xếp lên và
Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Nhà. Mùa sầu riêng đang vào vụ chín rộ, vừa thơm béo vừa ngọt đậm đà nước mũi gần xa. Bên cạnh những món ngọt quen thuộc, sầu riêng còn được dùng tẩm ướp trong các món mặn, đặc biệt là món gà nướng sầu riêng rất nổi tiếng ở vùng Bưởi Tân Triều. Món gà nướng sầu riêng thơm lừng, vàng rợm chắc chắn sẽ làm say đắm tất cả những ai đã một lần thử qua món ăn hấp dẫn này. Mời các bạn cùng Bếp Nhà khám phá món ăn hấp dẫn này nha! Món gà nướng sầu riêng chúng ta sẽ ăn kèm với xôi vò nha cả nhà. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, Bếp Nhà sẽ chia sẻ đến các bạn bí quyết làm sao để có một cái dĩa xôi vò thơm, béo, ráo hạt. Đầu tiên, để con gà được vàng ngon và không có mùi tanh khi chế biến, các bạn cần sơ chế và chà rửa với hỗn hợp 1 muỗng cà phê bột nghệ, 2 muỗng cà phê muối, 5 muỗng cà phê rượu trắng. Và một chén đá lạnh. Khuấy cho tan rồi dùng hỗn hợp chà sát cả bên trong và bên ngoài con gà. Sau đó mình ủ trong khoảng 5 phút rồi rửa lại thật sạch nhé các bạn. Để chuẩn bị gia vị ướp cho con gà cỡ 1,5 kg, các bạn giã nhuyễn 1/2 trái ớt sừng, 5 củ hành tím và 5 tép tỏi cùng với 1/2 muỗng cà phê muối. Khi hỗn hợp thật nhuyễn rồi, các bạn tiếp tục cho thêm một muối sầu riêng chín và giã cho thật đều. Hỗn hợp này các bạn sẽ trộn cùng với 4 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt và 4 muỗng cà phê sa tế dầu giúp tạo vị cay cũng như giúp thịt gà lên màu đẹp hơn sau khi nướng. Các bạn ướp đều bên trong và cả bên ngoài con gà trong khoảng 1 tiếng cho thật thấm nha. Tiếp theo là phần xôi vò, các bạn lưu ý các bước để có một dĩa xôi vò ngon nè. Để chuẩn bị hấp nửa ký nếp, các bạn hấp chín 100g đậu xanh đã ngâm nở mềm. Chúng ta sẽ hấp nhanh trong 20 phút cho đậu vừa chín mềm thôi nha, chứ để lâu á sẽ bị nhão khi trộn với nếp đó cả nhà. Đậu xanh sau khi đã chín mềm, các bạn giã nhuyễn ngay khi còn đang nóng để đậu được tơi đều. Thịt gà lúc này cũng đã thấm gia vị rồi, các bạn lót bên dưới một ít sả cho thơm rồi đặt con gà lên trên. Nướng với mức lửa trên và dưới 150 độ C trong khoảng 45 phút. Trong lúc chờ gà chín, các bạn sẽ phi một chút hành để rắc lên mặt xôi khi hoàn tất. Phần dầu hành này chúng ta sẽ dùng xào nửa ký nếp đã ngâm mềm cùng với nửa chén nước cốt dừa. Và một muối sầu riêng tách bỏ hạt. 1/2 chén đậu xanh giã nhuyễn. Chúng ta sẽ xào trên lửa nhỏ cho các loại gia vị được áo đều hột xôi, rồi cho vào sửng hấp 30 phút. Lúc này hạt xôi cũng đã gần chín và tơi mềm, các bạn trộn tiếp vào 1/2 chén đậu xanh giã nhuyễn. Chúng ta sẽ cho vào từ từ và trộn để hạt xôi được áo đều đậu xanh tơi mềm. Tiếp tục hấp thêm 15 phút nữa cho xôi chín hẳn là hoàn tất nhé các bạn.
Da nướng được khoảng một nửa thời gian, các bạn nhớ dùng gia vị ướp lúc nãy quét lên mặt da để phần da được giòn và phần thịt thấm đẫm gia vị hơn. Gà sau khi nướng có phần da khô giòn và từng thớ thịt thơm lừng vị sầu riêng chín cay, ăn kèm xôi vò rất là ngon. Các bạn có thể chấm kèm thêm chút muối tiêu chanh để vị được đậm đà hơn nữa. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Bếp Nhà nha! Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Nhà. Với tiết trời nóng bức như thế này thì sẽ không còn gì bằng khi có một dĩa bún chấm ăn cùng với các loại rau vô cùng thanh mát. Món bún chả cua đồng chấm được lấy ý tưởng từ món bún cá chấm với hương vị thơm ngon không hề kém cạnh mà hình thức vô cùng hấp dẫn nữa. Mời các bạn cùng thực hiện món ăn siêu ngon và độc quyền vào mùa nóng này với Bếp Nhà nha! Về phần nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị như sau. Trước tiên chúng ta cắt vừa ăn 3 trái cà chua và cần nước. Cà chua các bạn nên lựa loại có hơi hường một chút, đừng quá chín thì vị chua sẽ thanh hơn. Còn các loại nguyên liệu như tỏi, ớt, rau thì là, các bạn băm thật nhuyễn, càng nhuyễn càng tốt, vì sẽ pha cùng với nước mắm để làm sốt chấm cho món ăn này. Món này có ngon hay không á là quan trọng vào cái phần nước chấm này đó các bạn. Ngoài ra các bạn cần chuẩn bị thêm cỡ 10 lá lốt non, cắt sợi mỏng. Phần này chúng ta sẽ trộn vào nhân chả cua giúp tăng thêm hương thơm cho món ăn. Tiếp đến là phần cua đồng xay, các bạn thêm vào 2 chén nước lọc kèm với 1 muỗng cà phê muối, rồi nhồi cho riêu cua được tan đều. Mình cứ nhẹ nhàng bóp, sau đó dùng rây lọc lấy phần nước cua. Tiếp tục thêm vào 2 chén nước và tiếp tục lọc. Chúng ta sẽ lặp lại cho đủ 8 chén nước là phần cua này cũng đã được tách sạch sẽ rồi đó các bạn. Thêm một mẹo nhỏ để nấu lấy phần riêu cua được sạch và không bị khét đáy. Trước tiên là các bạn cần xào thơm cỡ 2 củ hành tím cắt mỏng với chút dầu ăn. Cho thật thơm rồi cho vào 2 chén nước nguội. Nấu cho thật sôi lên rồi mới cho phần nước riêu cua đã lọc vào. Nấu trên lửa vừa cho thịt cua được nổi lên hết. Cách này vừa thu được thịt cua tối đa mà còn không bị khét đáy nữa. Các bạn nhớ thử nha, đảm bảo thành công 100% luôn nè. Cua sau khi đã nổi lên, chúng ta vớt ra một cái rổ cho thật ráo nước. Phần nước dùng còn lại các bạn nêm với 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm và 3 muỗng cà phê đường, 3 muỗng giấm ăn và 1 muỗng cà phê mắm tôm sao cho có vị chua ngọt thanh thanh là đã có thể cho cà chua và cần nước vào rồi. Nấu sôi lại là tắt bếp. Phần nước lèo này chúng ta sẽ dùng kèm khi ăn với món bún cua đồng chấm nha. Wow, nồi nước dùng quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Kế đến là phần chả cua. Các bạn trộn đều phần thịt cua đã để ráo nước cùng với 200g thịt bằm. Nêm lại với 2 muỗng cà phê tỏi và hành tím băm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm cùng với 1 muỗng cà phê mắm tôm kèm phần lá lốt non cắt sợi lúc nãy. Và nhớ là phải có 2 lòng đỏ trứng vịt cho chả cua được béo và chắc nha. Chả cua này các bạn sẽ chia làm 2 phần. Một phần nhồi vào mai cua đã rửa sạch, phần còn lại sẽ cuốn cùng lá lốt để đa dạng thêm hương vị cho món ăn.
Sau khi đã tạo hình, các bạn xếp vào nồi chiên hoặc lò nướng. Vết nhẹ lên chút dầu ăn và nướng nhanh 10 phút ở chế độ 180 độ nha. Về phần nước chấm, các bạn pha theo tỷ lệ 1 muỗng rưỡi đường vàng, nửa muỗng nước mắm, nửa muỗng giấm, cùng nửa muỗng nước chanh cho thơm hơn. Khuấy cho thật tan đều rồi cho ngay phần tỏi, ớt thì là đã băm nhuyễn vào, là đã hoàn tất phần nước chấm rồi nè. Chả cua nướng xong là chúng ta có thể bày ra dĩa để thưởng thức được rồi. Món ăn này sẽ dùng kèm với bún sợi nhỏ, các loại rau thơm cắt nhỏ. Khi ăn, nhớ chấm ngập hai loại chả cua vào tô nước chấm thì mới cảm nhận được hết vị ngon của món ăn này nhé các bạn. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của bếp nhà nha.